Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với Đồng Thầy Sát Quỷ tập mới nhất. Ở tập trước thì chúng ta đang mong chờ một cái gì đó nó gay cấn hơn. Và mình đảm bảo với các bạn rằng tập này sẽ có tất cả mọi thứ. Và đây sẽ là một tập truyện bùng nổ để chúng ta đánh dấu sự ra đời của một tác giả truyện ma rất là hay. Đó chính là Ma Bóng. Bởi vì trong truyện này thì hai bạn tác giả trẻ của chúng ta đã có những cái màn chấp bút vô cùng là khéo léo để quấn hút chúng ta từ đầu đến cuối, không thể dứt ra một phút giây nào cả. Tôi đảm bảo với anh em đấy. Và một cái điểm hay nữa, đó là những cái chuyện tâm linh ấy thì các bạn lồng vào nó cũng rất là thực. Như là tình tiết ở tập trước chúng ta biết rằng khi mà gọi hồn hai đứa trẻ thì thầy mới bảo là cầm lấy cái áo và phất lên để gọi hồn về. Thực sự là mình cũng đã làm như thế này rồi, nên là mình hiểu đây là một cái hành động tâm linh mà hoàn toàn có thật ngoài đời. Thế nên là đọc cái chuyện này thì anh em cũng đừng nghĩ là nó 100% hư cấu nhé. Tác giả đã lồng ghép rất nhiều yếu tố ngoài đời thực vào. Và mình không nghĩ là hai bạn có tuổi đời còn trẻ như thế mà có thể có một cái vốn hiểu biết đâu. Tất nhiên là nó vẫn còn những cái góc nhìn của người trẻ, nó chưa có cái chiều sâu lắm. Nhưng mà rất nhiều sự lồng ghép và rất nhiều những cái chuyện tâm linh vô cùng là hấp dẫn. Chính vì thế thì không để anh em đợi lâu thêm nữa, xin kính mời các bạn cùng đến với Chuyện Ma Tứ Phủ Đồng Thầy Sát Quỷ Đồng Quang Sát tập 5. Chương 10: Giáp mặt. Bước vào qua cánh cổng, khung cảnh ngôi chùa vắng vẻ hoang tàn dần dần xuất hiện. Một cái mùi tanh tanh ngai ngái cứ phảng phất trong không gian, khiến cho ai nãy cũng phải bất giác đưa tay mà bịt mũi. Ông Long mới dẫn 5 người ra giữa sân chùa, rắc máu chó đen cùng với gạo nếp trắng thành hình vòng tròn. Cả 6 người bắt đầu sắp xếp đội hình như đã bàn một cách nhanh chóng. Đêm hôm đó, mỗi nhà trong làng đều đóng kín cửa mà thắp hương khấn vái, cầu cho gia tiên vuốt ve che chở cho con cháu trong gia đình. Trong làng, quạ ở đâu cứ bay đến đậu kín trên những ngọn cây cao, rồi chúng phát ra những tiếng kêu ai oán đến đáng sợ. Ngoài đường bắt đầu có những tiếng bước chân rầm rập, tiếng người hò hét cứ thế mà vang vọng. Đứng ở giữa sân chùa, chợt có những luồng gió lạnh thổi vù vù, khiến cho ông Long cùng với đám người ai nấy phải rùng cả mình mà nổi cả gai ốc. Rồi bất chợt từ ngoài cổng, ông Long thấy lố nhố những bóng người vặn vẹo với cặp mắt đỏ lừ. Người thì cụt đầu, kẻ thì cụt tay cụt chân, người thì da thịt phân hủy lộ ra cả xương trắng hếu, đang chen nhau mà tiến vào sân chùa. Thậm chí là ông còn nhìn thấy những cái bóng nó còn ngồi chồm hỗn trên hàng rào, trên nóc cổng. Có những cái bóng còn vắt vẻo trên ngọn cây lắc qua lắc lại mà cười nham nhở. Trên tay chúng nó nào thì đao kiếm, nào thì giáo mác, có những đứa móng tay còn dài trông như lưỡi dao găm. Mồm miệng thì răng nanh mọc tơ tủa, trông đến là lạnh người. Ông Long mới cất tiếng: "Giữ vững, chúng đến rồi." Trên trời từng chặt gió cứ thế thổi vù vù, khiến cho cây cối rung lắc dữ dội. Một tiếng ngựa hí kèm theo những tiếng lộp cộp vang lên, khiến cho ông Long phải giật nảy cả mình. Ông lúc này đầu đầy căng thẳng mà nhìn chăm chú về phía đám vong hồn. Từ đằng sau bọn chúng, một tên tướng quỷ cưỡi ngựa với đôi mắt sành lét, tay cầm xà mâu sáng bóng, đang từ từ bước vào. Trên thân tên quỷ tướng, những luồng khói đen quỷ lực cứ quận quanh. Từ thanh xà mâu, lưỡi như hình lưỡi rắn bốc cháy lên ánh lửa xanh quái dị. Nhìn thấy đám người ông Long, tên tướng quỷ liền chỉ thanh xà mâu về phía ông mà cười lên sảng sặc. Có một nhúm thế kìa mà đối đầu với binh lính chúng ta sao? Thấy tên tướng quỷ đang cười khoái chí mà khinh thường mình, ông Long mới nói: "Các người đừng có đắc ý sớm, còn chưa biết pháp lực ai mạnh ai yếu mà." Nghe ông Long nói vậy, tên tướng quỷ càng cười phá lên mà thích thú. "Một nhúm nhỏ các người làm sao bảo vệ được cả cái làng này? Đến hào quang chư Phật bọn ta còn đánh cho tan kìa." Ông Long mặt đầy nghiêm nghị mới đáp: "Hôm nay cho dù có phải chết, bọn ta cũng phải tiêu diệt được lũ quỷ gian tà các người để bảo vệ làng mình." "Được, được lắm. Khá khen cho pháp sư An Nam có tinh thần dũng cảm. Ta thích những người bản lĩnh như người. Được, ta sẽ cho các người tọa nguyện.
Quân bày đầu, giết hết đám man di mọi dợ ở kia cho ta. Tên tướng quỷ lên vung thanh xà mâu lên, chỉ thẳng về phía đám người ông Long mà ra lệnh. Đám binh quỷ nghe thấy hiệu lệnh của tên tướng, chúng mới hò hét lao đến chỗ ông Long như muốn ăn tươi nuốt sống. Không chậm trễ, ông Long lấy trong người ra cái chuông bằng đồng đen rồi mới lắc. Âm mình âm tướng, nghe lời ta thỉnh, mau mau xuất hiện, cấp cấp như luật lệnh. Từ đằng trước ông Long, một đạo âm minh dần xuất hiện. Thấy đám quỷ đang đến gần, đang lao đến rồi, ông Long mới hồ. Âm minh bày trận. Đạo quân âm minh của ông Long liền di chuyển bày trận. Đội khiên trụ thì đứng lên hàng đầu, tạo thành bức tường bằng khiên để chống đỡ. Đội kiếm giáo thì được bày ở đằng sau. Và cuối cùng là đội cung tiễn được bày ở hàng cuối cùng. Ông Long lúc này miệng niệm chú, vận lên linh lực vàng rực mà chỉ thẳng về phía âm binh của mình. Đạo âm binh của ông khi nhận được luồng linh lực thì như được tăng thêm sức mạnh, sĩ khí được thổi lên cao. Bọn binh quỷ trông thấy thế thì càng trở nên hung bạo, chúng lao đến đâm thẳng vào đội khiên ở đằng trước mà leo qua. Cứ tên quỷ tốt nào leo được qua thì bị âm binh ở đằng sau dùng giáo mà xiên cho bật ngược trở ra ngoài. Còn ở phía đỉnh, nhóm của ông Bình thì đã tập trung bên trong mà đóng kín cửa lại. Mỗi người đều cầm trên tay một món vũ khí mình đã chọn, hương thì được thắp liên tục không để cho tắt. Nhìn qua khe cửa, chợt có thằng liền lên tiếng. Mọi người ơi, ngoài cổng đình có cái gì đang lố nhố ấy, ra đây xem này. Nghe thấy thằng thanh niên kia nói vậy, ông Bình cùng với đám người chạy vội ra mà xem. Đúng quả thật là từ ngoài cổng đình, những bóng dáng đi vặn vẹo. Theo sau là 7 cái bóng to lớn, dễ chừng phải cao đến 2 mét. Mắt bọn chúng thì đứa nào đứa nấy đỏ rực cả lên, trên tay lăm lăm đào kiếm giáo mác. Chúng đang từ từ tiến vào sân đình. Trên trời những cơn gió cứ như lốc xoáy thổi vô vô, khiến cho những cánh cửa muốn bật cả ra. Thấy vậy thì ông Bình bảo với đám người lấy gỗ mà gia cố lại cánh cửa cho chắc chắn. Ở ngoài sân, đám minh quỷ kia đang đi thì chợt khựng lại. 7 cái bóng to lớn đằng sau mới bước lên phía trước, khiến cho ông Bình và đám người nhìn qua khe cửa mà phải trợn tròn cả mắt. 7 con quỷ với tạo hình vô cùng kỳ dị. Đứa thì đầu trâu, đứa thì đầu ngựa, kẻ thì lại là đầu dê, đầu gà, đầu lợn, và cuối cùng thì là 2 đứa đầu chó. Đặc điểm chung của bọn này, thân là thân người, mặc áo giáp, tay thì cầm vũ khí sáng bóng, trên người quỷ khí cứ bốc lên nghi ngút. Chúng đảo mắt, nhìn giáo giác xung quanh, cứ như thể đang tìm kiếm con mồi. Trong đình không khí trở nên căng thẳng, mọi người ai nấy tay cũng đều cầm chắc vũ khí của mình mà chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí có người còn nghĩ thầm ở trong bụng. Đeo mẹ, đến tầm này rồi, nếu chẳng may bọn quỷ chúng mày mà phá cửa xông vào là ông mày lao ra đập chết mẹ bọn mày luôn. Ở ngoài sân, tên quỷ đầu trâu liền lùi lại lấy đà mà lao thẳng vào, định húc tung cánh cửa đình. Chưa kịp húc đến nơi thì đột nhiên có một luồng linh lực từ trong ngôi đình tỏa ra, khiến cho tên quỷ đầu trâu bị hất văng ngược trở lại mà ngã ra đất. Mọi người trong đình cùng với đám quỷ ở ngoài sân đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt một ánh sáng vàng rực phát ra trên bầu trời, khiến cho tất cả đám quỷ phải lùi lại. Từ trên trời, một tia sáng chiếu thẳng xuống sân đình. Trong cái ánh sáng vàng vọt đó, một thân ảnh cùng với những hàng binh lính, thân mặc giáp, tay cầm đao kiếm sáng bóng, bước lên đằng trước thân ảnh kia mới hiện rõ là một vị tướng quân. Tay cầm thanh thương, gắn tua rùa đỏ, uy dũng mà chống gậy thương xuống đất, chỉ tay về phía đám binh quỷ, nói với giọng nghiêm nghị. Các người chỉ là đám tàn binh quỷ tốt, dám mạo phạm vào đất này sao? Ở trong đình, mọi người trông thấy cảnh tượng đó vô cùng ngạc nhiên. Một người liền nói với giọng run run. Mọi người ơi, cái người này giống như pho tượng đá thành hoàng được thờ ở trên ban ấy. Ừ, đúng rồi, chẳng nhẽ đây là thành hoàng lang? Ông Bình trưởng thôn nói với giọng lắp bắp. Trời ơi, không thể tin được, thành hoàng hiển linh thật rồi. Ngoài sân thì con quỷ đầu ngựa khi trông thấy vị tướng quân cùng với số binh sĩ của ngài, chúng mới nhếch mép cười mà nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là tên thành hoàng của làng này. Một tên thành hoàng nhỏ nhoi như ngươi, làm sao đủ sức đánh lại binh quỷ chúng ta? Tên quỷ dê mới liền tiếp lời. Phải,
tên anh Hoàng thì ngươi có biết ngươi đang đối đầu với ai không? Mau cút, đừng cản trở việc lớn của chúng ta. Vị Thanh Hoàng mới đáp: ta không cần biết là đang đối đầu với ai, nhưng ta là Thanh Hoàng, ta phải bảo vệ con dân. Cho nên dù có phải đối đầu với kẻ mạnh hơn thì ta vẫn sẽ đánh đến cùng. Quân sĩ đâu, mau lao lên giết sạch đám quỷ tốt để bảo vệ con dân của làng. Nghe thấy vị Thành Hoàng nói vậy, đám quỷ binh cũng đồng loạt lao lên: giết sạch lũ quân Thành Hoàng làng cho ta. Trên trời sấm chớp cứ giật lên đùng đoàn, gió thổi dữ dội, hai bên lao vào nhau mà đánh, khiến cho khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn thêm. Ở phía bên kia, nhóm ông Long thì đang dần có chút yếu thế rồi. Do đám binh quỷ đông như kiến nên âm binh của ông Long đang dần bị đuối sức. Quân Khiên đứng hàng đầu đã có dấu hiệu lỏng lẻo như sắp vỡ tan. Một số âm binh đã bị đánh cho tan biến. Từ đằng sau, cung tiễn phóng tên bay như mưa, nhưng mà cũng không thể nào đánh dẹp bớt được bọn binh quỷ. Ông Long cùng với tên tướng quỷ thì đang giao chiến ác liệt, mà đánh qua đánh lại với nhau dường như là cần sức. Còn trong vòng tròn gạo nếp trắng, năm người vẫn tỏa ra linh lực tiếp sức cho âm binh. Dường như không thể chống đỡ thêm được nữa, Quân Khiên mới hạ khiên tuốt kiếm lao về phía binh quỷ mà chém. Quân Cùng Tiễn cũng vứt cùng mà tuốt kiếm lao lên. Ông Long thì trên tay cầm cây kiếm gỗ đào, vừa chém về phía tên tướng quỷ, miệng ông vừa lẩm nhẩm thần chú, khiến lưỡi kiếm như rực cháy cả lên. Nhân lúc ông Long sơ ý, tên tướng quỷ đang từ thế thủ liền chuyển thành thế công mà đánh tới tấp. Thanh xà mâu của hắn cứ giơ lên rồi bổ xuống, chém ngang chém dọc. Lưỡi xà mâu cháy lên ngọn lửa màu xanh, khi va phải lưỡi kiếm gỗ đào của ông Long thì tóe lửa mà bật ra. Khi tên tướng quỷ tung ra những đòn hiểm ác thì ông Long liền nhảy lên mà né, rồi tung cước về phía hắn ta. Không kịp đỡ, tên tướng quỷ ăn một cước ngay giữa ngực mà phải bật lùi ra xa. Nhân cơ hội đó, ông Long mới vùng kiếm chém về phía hắn một nhát. Một nhát chém ngang hồng. Tướng quỷ loạng choạng lùi lại, từ vết chém rỉ ra những dòng máu đen xì xì. Người khá đó, xem đòn đánh của ta đây. Nhanh như cắt, tên quỷ tướng tránh né được những đòn tấn công tiếp theo của ông Long. Hắn cứ vừa đé mà vừa múa cây xà mâu, rồi bất chợt vung xà mâu chém tới tấp về phía ông Long. Ông vừa lùi lại mà chống đỡ, tên tướng quỷ liền nhảy lên mà bổ thẳng xuống. Ông Long lúc này liền vung kiếm lên chắn đòn chí mạng. Tướng quỷ thấy thế lại càng ghi xuống mạnh hơn, khiến cho chân ông Long như muốn khuỵu cả xuống. Chỉ chờ có vậy, tên tướng quỷ liền tung cước đá thẳng vào bụng, khiến ông Long bật ngược ra xa. Bị ăn một cước, cộng với trên người đang đầy rẫy những vết thương, ông Long ôm bụng thổ huyết mà loạng choạng đứng dậy. Tên tướng quỷ cũng không khá hơn là bao, trên người cũng chỉ chít những vết thương. Hắn mới nhổ ra một bãi máu đen, rồi lại lao về phía ông Long mà đánh. Ông Long bắt ấn niệm chú, chợt từ khoảng không trước mặt, một tấm khiên vàng rực bất ngờ xuất hiện, đỡ lấy đòn đánh của tướng quỷ, khiến quỷ tướng bị bật ngược lại sau. Giờ ông mới cắn đầu ngón tay, cho dỉ máu mà bôi lên thần kiếm, miệng mới quát: thiên linh, địa linh, âm dương linh, kiếm đào trên tay ta có linh. Hàng yêu phục ma chém quỷ quỷ tan, chém yêu yêu tán cấp cấp như luật lệnh. Thanh kiếm trên tay ông Long dường như tỏa ra những luồng linh lực, phát sáng dữ dội. Sức mạnh của cây kiếm trở nên mạnh đến nỗi, khi mà ông Long vừa đọc lệnh xong, có đám binh quỷ lao đến định đánh lén, thì đã bị ông vung kiếm mà chém cho tàn biến. Trên người ông Long lúc này tỏa ra những luồng linh lực, bao trùm lấy cả cơ thể. Ông liền lao đến chém tên tướng quỷ. Tên tướng quỷ cũng không chùn bước, hắn cũng vận lên quỷ lực mà lao đến. Hai bên lại một lần nữa lao vào mà đánh mà chém. Đang giao đấu, ông Long chợt đánh mắt sang nhìn đám âm binh của mình, thì ông phát hiện là âm binh của ông giờ không còn lại được bao nhiêu, nhưng mà vẫn đang phải cố gắng chống đỡ. Quân binh quỷ thì đông nhung nhúc đánh đến không xuể. Nguy cấp, ông Long liền nhảy lên vận lực mà bổ một nhát xuống tên tướng quỷ. Tên quỷ liền vung thanh xà mâu lên chống đỡ, nhưng mà dường như pháp lực của ông Long đang dần đè nặng xuống. Lưỡi kiếm chỉ còn cách ngang mặt tên tướng quỷ chừng có một gang tay. Ông Long bất chợt quay ngang lưỡi kiếm mà chém. Phản xạ kịp thời, tên quỷ tướng xoay thanh xà mâu, né được nhát kiếm hiểm. Nhưng mà đen cho hắn là vừa né được nhát kiếm chém ngang của ông Long thì bị ăn một nhát chém phập vào vai. Tên tướng quỷ rú lên trong đau đớn, hắn nghiến răng đẩy bật ông Long ra,
rồi mới khuỵu xuống. Ông Long liền nhảy ra lao về phía vòng tròn gạo nếp, lấy trong túi ra một cái chuông đồng, dán lên đấy một lá bùa vàng. Cầm cái bút lông mực đỏ trên tay, ông vẽ lên thân cây chuông một hàng chú ngữ, rồi ông quay bút xuống mà vẽ lên đỉnh đầu của 5 người, miệng mới quát: "Bày trận!" Cả 5 người như bị điều khiển, liền ngồi thành ngũ giác tượng trưng cho ngũ hành. Ông Long lấy ra một lá bùa âm dương, miệng lầm nhầm đọc thần chú mà tung lên trời. Lá bùa vừa bay lên không, tự khắc bùng cháy dữ dội. Ông Long tay liền lắc chuông, rồi ông chỉ thẳng cây kiếm lên trời mà quát: "Thiên linh linh, địa linh linh, âm dương linh, ngũ hổ năm phương mau hiển linh, cấp cấp như luật lệnh." Từ trên trời đều một vòng tròn âm dương màu vàng từ từ xuất hiện, tỏa ra luồng ánh sáng vàng chói mà chiếu thẳng xuống đất. 5 con hổ vàng từ trong ánh sáng liền lao ra, vồ lấy đám quỷ binh mà cắn xé. Tên tướng quỷ khi đấy đã bị thương nặng, đang gắng sức chém đám âm binh của ông Long. Bất chợt hắn trợn tròn cả đôi mắt khi trông thấy cảnh tượng 5 con hổ vàng lao ra cắn xé đám bình quỷ. Tiền tướng giặc mới quát lớn: "Rút lui, tất cả rút lui mau!" Tên quỷ tướng từ từ lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi mà nhìn chằm chằm ông Long đầy hằn học. Hắn liền nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa bỏ chạy. Thấy đám bình quỷ đang rút chạy, ông Long liền niệm chú mở rộng vòng tròn âm dương để ngăn không cho đám bình quỷ bỏ chạy. Đám tàn binh phần lớn bị nhốt ở trong vòng tròn, mặc cho 5 con hổ lao vào mà cắn mà xé. Chỉ có một số nhỏ là bỏ chạy được. Sau một hồi còn sót lại vài tên binh quỷ, ông Long liền lắc chuông mà thu hồi 5 con hổ lại. Vài tên binh quỷ bị tàn quân âm binh bắt lại, giải đến chỗ ông Long. Ông Long mới quát lớn: "Nói mau, chỗ chúng mày trú ngụ ở đâu? Nói!" Mấy tên binh quỷ nhất quyết không nói, chỉ nhìn chăm chăm ông Long. Chúng mới nhè hàm răng nanh tua tủa, cười đầy nhăn nhở. Ông Long lấy trong túi ra một cái ống tre, nắp được bịt bằng tấm vải đỏ. Ông mở nắp, giơ về phía tàn binh quỷ mà quát: "Nhốt!" Từ trong thân tre bay ra một tia sáng nhỏ vàng rực, luồng ánh sáng ấy cứ hút dần, khiến cho mấy tên binh quỷ tan thành các luồng khói đen đặc, thu nhỏ dần và hút thẳng vào bên trong ống. Lúc này ông mới quay ra nhìn âm binh của mình mà thở dài. Cộng cả bị thương lẫn còn sống thì chỉ còn ngót chưa đến 100 quần. Ông liền lắc chuông thu hồi lại âm binh, rồi quay ra niệm chú, lấy tay vỗ vào đầu mỗi người một cái, làm cho cả 5 người kia bừng tỉnh. Mấy người sau khi tỉnh lại quay ra nhìn nhau đầy ngơ ngác. Một người mới hỏi: Sao nãy giờ có chuyện gì thế bác ơi?" Ông Long nhăn mặt, thở hồng hộc mới đáp: Không phải hỏi, không có gì cả đâu. Thôi, ta mau gia đình đã." Vẫn không khỏi ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đã xảy ra, đám người cứ ngơ ngác mà lật đật chạy ra ngoài đình. Ở ngoài đình thì khi này binh lính của Thành Hoàng đang ra sức chống đỡ đám quỷ binh. Trên trời gió lốc, lá cây bay mịt mù, trời đất tưởng chừng như chao đảo. Vị Thành Hoàng lúc này căng mình mà đánh nhau với 7 con quỷ đầu đàn. Chật vật mãi, vị Thành Hoàng ấy mới đánh chết được một con đầu dê trong số 7 con quỷ. 6 con còn lại thì trên người cũng thương tích đầy mình. Thành Hoàng lúc này đã đuối sức lắm rồi, trên người cũng chẳng chịt vết chém, chống cây thương xuống đất mà nhổ ra một vùng máu. Người loạng choạng đứng không vững. Tên quỷ đầu trâu mới quát: "Tên quỷ Thành Hoàng kia, người khá lắm đó, nhưng mà thời của người hết rồi. Nay bọn ta sẽ cho người tan biến, không thể siêu sinh." Rồi 6 con quỷ bọn chúng cứ thế mà lao vào đánh. Vị Thành Hoàng khi này chỉ còn sức mà chống đỡ, không còn khả năng tấn công lại nữa. Đang dùng đến sức mạnh cuối cùng của mình mà kháng cự đám quỷ thì bất chợt từ trong đình, 5 người đàn ông tuổi thìn đạp cửa lao ra. Dường như bọn họ không thể nào cam lòng nhìn vị Thành Hoàng mà bấy lâu nay họ tôn kính, đang vì bảo vệ con dân của làng mà sắp hy sinh cả bản thân. Tay người nào người nấy lăm lăm vũ khí, vừa lao ra mấy người vừa quát, trên khóe mắt mỗi người còn có chút ngấn lệ: "Bọn quỷ súc sinh, bọn ta hôm nay sẽ liều mạng với các người." "Thành Hoàng, chúng tôi là con dân của ngài, được ngài che chở bao nhiêu năm qua, nay chúng tôi nguyện chiến đấu cùng ngài để bảo vệ làng này." "Được sát cánh cùng ngài là vinh dự của chúng tôi, được bảo vệ làng cũng là vinh quang của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng ngài chiến đấu mà bảo vệ dân làng. Anh em mau xông lên đánh chết mẹ bọn quỷ súc sinh kia." Thế rồi cả 5 người cùng lao về phía Thành Hoàng mà giải vây. Còn ông Bình thì ở lại trong đình mà chống giữ cửa và không để cho hương tắt.
Năm người khi lao ra giao chiến, những họa bùa trên lưng bỗng nhiên nhấp nháy mà sáng rực cả lên. Họ dường như trở thành một con người khác vậy. Trên thân người nào người nấy cũng tỏa ra những luồng linh lực vàng bao trùm lấy cả cơ thể. Những vũ khí trên tay họ thì như phát ra ánh hào quang mà tỏa sáng. Những nhát chém như những nhát bổ xuống, như có sức mạnh khiến cho mấy tên quỷ không kịp chống đỡ mà bị đánh bật cả ra. Ngoài sân, binh lính của Thành Hoàng sắp bị đánh cho tàn biến. Binh quỷ chúng cứ lao đến đông như kiến, chém không có xuể. Rồi chúng cũng lao tới mà bao vây cả đám người. Còn một đám thì ra sức phá cửa mà xông vào trong đình. Ông Bình lúc này ra sức mà ra cố lại cánh cửa gỗ. Còn ngoài sân, năm người cùng với vị Thành Hoàng đã rút lên hiền mà giao chiến, cố gắng bảo vệ cánh cửa của đình. Đánh được một lúc, thân ảnh của vị Thành Hoàng giờ đây nhấp nháy mà mờ nhạt. Năm người còn lại thì trên người cũng đầy thương tích. Con người dường như đã đuối lắm rồi, sắp ngã quỵu xuống đất. Sáu tên quỷ đầu đàn thì cũng bị chết mất thêm một tên đầu ngựa. Số còn lại thì cũng thương tích, máu đen rỉ ra hôi tanh đến lợm cả giọng. Cả đám người đang bị dồn vào chân tường, nhắm mắt mà chuẩn bị đón nhận cái chết, thì chợt từ ngoài cổng có một tiếng quát lớn vang lên. Ngũ hổ bày trận! Tiếng của ông Long phát ra đầy uy lực. Năm người tuổi Dần như bị điều khiển, nắm lấy sợi chỉ đỏ mà ngồi quay lại thành hình ngũ giác, giống như khi đánh với tên quỷ tướng. Trong đình đang không hiểu chuyện gì, ông Long liền lấy ra cái chuông đồng, lắc rồi chỉ kiếm lên trời mà hô lớn. Thiên linh linh, địa linh linh, âm dương linh, ngũ hổ năm phương mau hiển linh, cấp cấp như luật lệnh. Từ trên trời, vòng tròn bát quái từ từ xuất hiện, mở ra một vòng ánh sáng vàng chiếu thẳng xuống đất. Từ trong thứ ánh sáng đó, năm con hổ vàng lại lao đến, cắn xé đám binh quỷ. Đám binh quỷ thấy vậy thì hung hăng mà chuyển hướng về phía ông Long. Một tên quỷ đầu đàn trông thấy mấy quát. Kẻ nào dám xuất hiện tấn công lính của ta? Quân bây đâu? Lao đến giết thằng kia cho tao. Tàn binh của Thành Hoàng trông thấy thế, liền lại kéo Thành Hoàng vào trong đình. Ông Long liền bắt ấn vận linh lực, tạo ra một vòng tròn bảo vệ cho năm người tuổi Dần, rồi mới giơ kiếm mà lao đến, chém đám binh quỷ vừa quát. Năm người tuổi Thìn, mau vào đình ngồi thành ngũ giác, nhanh! Nghe thấy ông Long nói như vậy, năm người tuổi Thìn cố gắng chống đỡ, đánh bật hết đám quỷ binh cùng với năm tên quỷ đầu đàn ra ngoài mà lui vào trong đình. Ông Long thì cứ vừa chém mà vừa chạy về phía đình. Năm tên quỷ đầu đàn thấy vậy, chúng liền lao đến mà bao vây lấy ông Long. Nhanh như cắt, ông tránh né được những đòn tấn công của năm tên quỷ, lao được vào trong đình. Vào đến nơi, ông lấy số gạo nếp cuối cùng trong túi ra, niệm chú rắc trước cửa, tạo ra một kết giới màu vàng trắng bảo vệ cánh cửa đình. Nhìn thấy vị Thành Hoàng thân ảnh giờ đây nhấp nháy sắp tàn biến, đang được mấy tên binh sĩ chống đỡ, ông Long mới nói: Thưa ngài, giờ ngài cùng với binh lính nhập vào pho tượng trên kia để hồi phục linh lực đã. Mọi việc ở đây hãy để chúng tôi lo cho. Vị Thành Hoàng lúc này nhìn ông Long cùng với đám người vẻ mặt buồn rầu, nói với giọng thều thào: Ta xin lỗi vì đã không phát hiện kịp ra bọn chúng sớm hơn, nên không thể bảo vệ được con dân của làng. Mong dân làng thứ lỗi cho ta. Mọi việc còn lại ta đành nhờ ngươi vậy, Pháp Sư. Xin ngài đừng nói vậy ạ. Ngài đã vì an nguy của cả làng mà chiến đấu, ngài vẫn sẽ là vị Thành Hoàng mà chúng tôi luôn tôn kính. Nhờ có ngài mà dân chúng được bảo vệ từ xưa đến nay. Nay gặp phải đại họa khó tránh rồi, nên không thể trách ngài được. Mong ngài hãy nghe tôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nhập tượng mà dưỡng sức. Thưa ngài. Vị Thành Hoàng khi này cũng chỉ gật đầu ra chiều đồng ý, rồi dần biến thành một ngọn khói màu vàng, nhập thẳng vào bức tượng trên bàn. Ngoài cửa, đám quỷ vẫn ra sức mà đập, cánh cửa khi này rung lên bần bật như muốn bật tung cả ra rồi. Ở ngoài sân, năm con hổ cứ lao đến mà cắn xé, trên mình thì chi chít những vết thương nhưng vẫn cố gắng mà đánh. Còn ở trong đình, năm người tuổi Thìn đã ngồi quay lại thành ngũ giác, trên tay cũng nắm chặt lấy sợi chỉ đỏ mà nhắm chặt mắt lại. Ông Long lấy ra cái chuông đồng, đốt lên lá bùa, miệng lầm nhầm niệm chú. Từ trong túi, ông lấy ra một thanh gỗ được khắc hình con rồng, vận lên linh lực trong người mà chỉ thẳng lên trời, miệng mới quát: Thiên linh linh, địa linh linh, âm dương linh, ngũ long tám hướng mau hiển linh, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, ông Long liền thổ huyết ra một vũng máu mà ngã quỵu xuống đất. Pháp lực của ông sau khi thỉnh ngũ long thì dường như đã cạn hẳn. Ông Bình thấy thế liền lao đến đỡ ông Long dậy, nói với giọng đầy hốt hoảng: Ôi giời ơi, sao thế này ông Long? Ông có sao không đấy?
ông Long. Ông Long khi này cố gắng gượng mà ngồi dậy, ông mới nói: Tôi không sao, chỉ là do Thỉnh Ngũ Long mất quá nhiều pháp lực nên bị thổ huyết thôi, không có sao đâu. Ông Bình liền đỡ ông Long đứng dậy. Ông cố gắng đấy nha, cố lên ông Long. Tôi không sao. Sau khi mà ông Long dứt câu lệnh, từ trên trời một tia sét đánh xuống giữa sân đình, nổ đến đùng một cái. Ở trên không trung, một vòng ánh sáng vàng rực mở ra, chiếu những ánh hào quang xuống dưới mặt đất. Từ trong cái vòng tròn, có 5 con rồng vàng bất ngờ lao ra. Khi mà chúng nhìn thấy đám binh quỷ dưới đất thì liền lao đến tấn công. Đám binh quỷ lúc này trông thấy vậy quá sợ hãi, vỡ trận mới bỏ chạy tán loạn. 5 con quỷ đầu đàn thấy thế thì cũng nháo nhác mà bỏ chạy theo. Con quỷ đầu lợn đang chạy bất ngờ bị rồng vàng lao xuống cắn cho tan hồn. 2 con quỷ đầu chó do bị thương nặng nên không chạy nhanh được thì cũng bị 3 con hổ vàng lao đến mà cắn cho tàn nát. Đám binh quỷ giờ đây nháo nhác tán loạn, bị đánh cho tan biến gần hết. Chỉ còn lại có một đám tàn quân cùng với 2 con quỷ đầu đàn sống sót bỏ chạy kịp. Ở trong đình, sau khi không còn thấy động tĩnh gì nữa, ông Bình nhìn qua khe cửa, mặt mày rạng rỡ. Chúng nó rút hết rồi ông Long ơi. Nghe thấy vậy, ông Long cũng vội vàng chạy ra xem. Ở ngoài sân bây giờ chỉ còn lại 5 con hổ vàng nằm phục ở ngoài sân đình, còn trên trời 5 con rồng vàng thì vẫn đang bay lượn. Ông Long liền mở cửa bước ra, lắc chuông mà thu hết rồng với hổ lại. Xong ông quay ra mà giải bùa cho cả 10 người. Sau khi được giải, 10 người như tỉnh lại, nhưng mà lại không nhớ nổi những gì vừa xảy ra. Chỉ có 5 người tuổi thìn vẫn còn nhớ cảnh sát cánh với Thành Hoàng mà đánh nhau với đám yêu quỷ. Thập 3 que nhang lên ban thờ Thành Hoàng mà chắp tay khấn vái, ông Long quay ra nhìn đám người. Thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi đã, cầm lá bùa này mà phòng thân. Về nhà tắm rửa, nhớ sát trùng vết thương bằng gạo nếp và rượu trắng. Mà trời sáng rồi đấy, thôi nhanh nhanh về nghỉ ngơi. Tôi cảm ơn mọi người đêm qua đã tình nguyện giúp làng. Ê, có gì đâu bác ơi, trách nhiệm bảo vệ làng là của chung mà, bác không phải cảm ơn đâu ạ. Đúng đấy bác ạ, chúng tôi là người làng, sẵn sàng hy sinh bảo vệ làng mình trước đám quỷ súc sinh mất dạy kìa. Ơn nghĩa gì hả bác? Không có gì đâu, bác trách nhiệm mà. Thôi, chúng em xin phép về nhé. Mọi người ai cũng rạng rỡ cười nói với nhau mà ra về hết, để lại ông trưởng thôn và ông Long ở lại đình. Trên tầng không, mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng sớm mai xuống mặt đất, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cũng như đã báo hiệu một trận chiến khốc liệt đêm qua cũng tạm thời kết thúc. Ông Long và ông Bình cứ đứng ngoài hiên đình mà nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Ông Long khi này mới quay lại trong đình, nhìn lên bức tượng Thành Hoàng thở dài, mới tự hỏi. Thành Hoàng trọng thương, không biết làng sắp tới sẽ thế nào đây, không biết họa này bao giờ mới dứt đây. Rồi ông lắc đầu, chắp tay sau lưng, quay người đi ra khỏi đình, cùng với ông Bình mà quay trở về nhà. Chương 11, Người bí ẩn. Sau cái đêm ông Long cùng với đám người đánh nhau với lũ quỷ, ngôi làng trải qua được 2 ngày bình yên thì mọi chuyện lại bắt đầu xảy ra. Đêm hôm đó khi đang thiêu thiêu ngủ, ông Quý chợt tỉnh dậy vì nghe thấy âm thanh phát ra từ ngoài phòng khách. Ông cố gắng nằm im để nghe xem nó là tiếng động gì. Vảnh tai lên nghe kỹ, ông mới rõ nó có tiếng kêu rìn rít như là thứ gì đó đang trà sát lên nền gạch vậy. Ông mới quay sang định lay bà Mão dậy, nhưng mà thấy bà đã ngủ say nên là cũng đành thôi, mà sẽ tự mình ra ngoài xem đó là thứ gì. Áp tai vào cánh cửa buồng, ông Quý nghe thấy tiếng xen lẫn tiếng động đấy, còn có tiếng người như đang lẩm nhẩm thì thầm cái gì đó mà ông không tài nào nghe rõ. Nhẹ nhàng mở cánh cửa bước ra, ông Quý liền với tay bật cái công tắc đèn trên tường. Khi mà ánh đèn vàng dây tóc vừa được thắp sáng không gian phòng khách hiện ra, không có một ai cả. Nhưng mà tiếng động đó vẫn cứ phát ra đều đều, xen lẫn với tiếng người thì thầm. Ông Quý lặng lặng đi xung quanh nhà xem cái thứ gì đang gây ra tiếng động. Vừa đi qua cánh cửa chính của căn nhà thì chợt ông Quý mới khựng lại. Áp tai lên cánh cửa gỗ, ông mới nghe rõ tiếng động đó là phát ra ở bên ngoài nhà. Đưa tay nhẹ nhàng tháo cái then cài trên cửa, ông Quý từ từ hé cánh cửa ra để nhìn. Đập vào mắt ông là một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang ngồi xổm ngoài hiên nhà, cúi gằm mặt và quay lưng lại với ông. Đáng sợ ở chỗ, ông ta cứ ngồi đó mà cào móng tay xuống nền gạch,
phát ra tiếng kêu rin rít đến gai cả người. Ông Quý khi này trợn tròn mắt, trên mặt chùm mồ hôi chảy xuống ướt đầm. Ông cố gắng không để phát ra tiếng động mà chăm chú nhìn về phía người đàn ông rách dưới kia. Đột nhiên người đàn ông đó đứng phát dậy, những ngón tay cào đất đến bật cả móng ra. Trong đêm tối vắng lặng, từng giọt máu chảy xuống nghe rõ tiếng tí tách. Người đàn ông quái dị đưa cánh tay lên phần đầu của mình, dùng sức rồi bẻ đến quạch, nghe một cái rắc. Đầu hắn ta quay 180 độ ngay trước mặt ông Quý. Một cái đầu chọc lốc, trống trơn, chẳng hề thấy ngũ quan, da rẻ thì trắng phau như pho tượng. Hắn ta đưa hai cánh tay sang hai bên như đang lấy lại thăng bằng, rồi mới loạng choạng đi xung quanh hòng tìm thấy ông Quý hay đang còn đứng chết chân bên cánh cửa. Nhưng mà có vẻ là với khuôn mặt không có ngũ quan, việc nhìn thấy được ông Quý là điều bất khả thi. Thứ quái vật đó đưa một ngón tay hãy còn nhơm nhớp máu, rồi từ từ hắn tự vẽ hốc mắt cho mình xong, cuối cùng lại chấm thêm một nốt đỏ to bằng đầu ngón tay ở giữa lòng mắt. Hắn làm một việc giống như là tự khai nhãn cho bản thân. Đến lúc này rồi, trước sự sống và cái chết, từ trong bản năng của con người, ông Quý biết rằng nếu mà không thể nhấc nổi đôi chân đang tê dại, đôi tay đang cứng đơ bậu vào thành cửa kia, thì chắc chắn rằng ngày này năm sau sẽ là dỗ đầu của mình. Ông Quý mới vội vàng gắng dùng sức mà đóng cánh cửa, tay run run cài lại then, bỏ chạy về phía buồng, miệng không ngừng la hét dữ dội. Bà ơi, dậy cứu tôi gặp ma, Phúc ơi, ra cứu bố. Người đàn ông ngoài kia vẫn ra sức đập cửa duynh duynh như muốn được vào trong. Dù là không có miệng, nhưng mà từ người đàn ông đó cứ phát ra tiếng cười khanh khách đến đáng sợ. Ông Quý cái này cuống lắm rồi, vồ luôn đến tay nắm cửa phòng ngủ mà vặn mạnh đẩy vào. Đột nhiên, ông Quý đứng khựng lại. Trước mặt ông là khung cảnh của phòng khách, và phía đối diện có một người giống hệt ông đang mở cửa mà nhìn vào một căn phòng khác. Không gian bỗng trở nên im bặt, không thấy có tiếng đập cửa của người đàn ông kia nữa. Ông Quý lẩm bẩm trong hoảng sợ. Cái đéo gì đang xảy ra thế? Ông Quý liền bước vào, tay đóng cửa, thì phía đối diện bàn thể kia cũng bước vào và đóng cửa căn phòng trước mặt. Ông Quý vội chạy về phía trước mà mở cánh cửa kia ra. Trước mặt vẫn là khung cảnh của gian phòng khách, vẫn là phía đối diện hình ảnh của người giống hệt ông đang mở cửa và nhìn vào một căn phòng khác. Ông Quý lúc này rất là hoang mang. Ông cứ chạy đến mà mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, nhưng mà vẫn quay lại đúng căn phòng khách. Đầu ông giờ đây căng thẳng đến vã cả mồ hôi, tim cứ đập bình bịch như muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Đứng trước cánh cửa đang mở, ông Quý chần chừ không biết nên bước tiếp hay quay lại, thì chợt có một người mặc cái áo mũ trùm đầu màu đen xuất hiện nhô lên từ dưới đất đằng sau lưng của người bản sao kia. Từ tay người áo đen đó thò ra một thanh kiếm màu đen, từ từ tiến lại gần phía người đàn ông kia. Ông Quý khi này bất giác quay người lại đằng sau, nhưng mà kỳ lạ là đằng sau ông không có một ai hết. Ông mới vội vàng quay lại nhìn, thì thấy người áo đen đã đứng ngay sau lưng cái người bản thể giống ông kia. Bất chợt người áo đen liền túm tóc người kia kéo ngược ra đằng sau. Ở bên này, tự nhiên trên đầu ông Quý cũng có một lực mạnh giật ngược trở lại. Ông có cảm giác rằng từng mảng tóc như bị bùng ra hết. Ông mặt mũi tái mét, liên tục vùng vẫy mà la lớn. Nhưng mà dường như là ông có la to cỡ nào thì cổ họng cũng không tài nào phát ra được âm thanh. Bất lực, ông Quý càng vùng vẫy mạnh hơn, liên tục đạp mạnh về phía sau, nhưng mà cũng chẳng được gì cả. Ở phía đối diện, người áo đen chậm rãi đưa thanh gươm lên, cứa mạnh ngang qua cổ người đàn ông kia. Ở bên này, ông Quý cũng cảm nhận được một thứ lạnh toát lướt nhanh qua cổ họng. Vết thương trên cổ bắt đầu ngoác rộng ra, nhìn thấy cả xương. Máu từ cổ cứ thế mà phun ra thành vòi, trông như một cái ống nước bị vỡ vậy. Ông Quý ú ớ hoảng loạn, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ. Máu từ mồm ông cứ thế ẩn ẩc mà ứa ra ngoài. Bên tai giờ đây chỉ còn nghe thấy những tiếng cười khùng khục phát ra từ phía người áo đen. Đồng tử mắt bắt đầu giãn ra. Người ông Quý cứ vùng vẫy ngày một yếu, rồi cuối cùng chỉ còn dần giật lên mấy cái mà đổ gục xuống.
Người áo đen nhẹ nhàng đưa thanh gươm đen lên trước mặt, liếm cái thứ máu dính trên đó. Từ trên mặt nở ra một nụ cười quỷ dị. Sáng ngày hôm sau, khi bà Mão tỉnh dậy không thấy chồng mình đâu nữa, nghĩ là ông Quý đang ở ngoài phòng khách uống nước như mọi khi, bà vừa búi lại tóc vừa lọ mọ mà đi ra ngoài, miệng mới nói: "Lão Quý ơi, sáng ăn cái gì đấy, để tôi còn đi chợ mua nào." Không có tiếng trả lời, bà Mão miệng vẫn nói, tay thì mở cửa buồng. "Ô hay cái lão này, không trả lời à? Này, lão Quý." Vừa mở cánh cửa buồng ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt, bà Mão phải hét lên mà ngã xuống đất bất tỉnh. Thằng Phúc con trai ông bà đang ngủ bên nhà ngang, nghe thấy tiếng mẹ mình hét lên, giật mình mà tỉnh giấc. Trong mơ màng nó vội vàng mở cửa chạy lên nhà trên. Cánh cửa nhà trên bị cài then trong, thằng này liền đạp một cái thật mạnh. Cánh cửa gỗ lâu ngày bị bật mở tung, nó mới vội bước vào, chợt trượt chân suýt nữa thì ngã xuống đất. Bám vào thành cửa, nó đưa tay lên dụi dụi mắt để nhìn cho rõ cái thứ nước nhớp nháp ở phía dưới sàn. Thì nó giật mình khi trông thấy thứ nó đang dẫm lên chính là máu. Máu loang linh láng trên sàn nhà. Mở to mắt mà nhìn, mặt thằng này tái mét cả đi khi nhìn về phía cửa buồng của bố mẹ. Nó thấy bà Mão nằm bên cạnh cái xác của ông Quý, không biết là còn sống hay không. Còn xác ông Quý thì không có cái đầu, đã nguội lạnh từ khi nào rồi. Máu me văng lung tung loang lổ khắp sàn nhà lẫn trên tường. Khung cảnh trước mặt thằng Phúc dường như được nhuộm đỏ bằng máu theo đúng nghĩa đen. Thằng Phúc khi này mắt nó trợn trừng, miệng mới lắp bắp: Bố, mẹ ơi." Thế rồi mới cuống cuồng hoảng hốt mà chạy sang nhà hàng xóm, vừa chạy miệng nó vừa la hét: "Có ai không, cứu nhà cháu với, giết người rồi, có ai không?" Hàng xóm xung quanh, mới sáng sớm người ta đang ngồi ăn sáng trong nhà để chuẩn bị đi làm đồng, thì nghe thấy tiếng thằng Phúc đang hồ hoán. Họ vội bỏ cả bữa sáng để chạy ra xem là có cớ sự gì. Này, thằng kia, ai chết đây hở? Ai chết nói bác nghe xem nào. Có chuyện gì mà sáng sớm la làng lên thế hở cháu ơi? Mấy người hàng xóm mua xung quanh thấy thằng Phúc mà hỏi. Thằng Phúc mặt mũi mếu máo, nước mắt tèm lem, chỉ tay về phía nhà mình mà nói với giọng nghẹn ngào: Có người giết bố mẹ cháu trong nhà bác ơi." "Cái gì cơ? Ông Quý bà Mão bị giết hả? Mấy người còn đứng ngây người ra đó làm gì? Chia nhau ra đi gọi ông trưởng thôn với mấy nhà ông Phú ông Đại nữa đến đây mau, nhanh lên còn kịp, tôi chết rồi." Mấy người được phân công liền vội vàng chạy đi gọi, số còn lại thì nhao nhao chạy vào nhà ông Quý xem tình hình. Vào đến nơi, người ta trông thấy cảnh tượng máu me văng khắp mọi nơi, thi thể ông Quý cụt đầu nằm sõng soài trên sàn nhà ngay cạnh bà Mão. Một cái thứ mùi ngai ngái tanh tanh của máu bốc lên nồng nặc, khiến cho vài người phải bỏ ra ngoài ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Chỉ có mấy người đàn ông là cứng vía thì vào khinh xác ông Quý đặt lên trên tấm phản, rồi phủ tạm cái chiếu lên. Người thì qua kiểm tra xem bà Mão còn sống hay không. Đưa tay lên mũi bà Mão, một người mới lên tiếng: "Ôi, bà ấy còn thở mọi người ạ. Mau mau đưa bà ấy ra ghế nằm, sức dầu gió bà ấy tỉnh lại, nhanh." Mọi người mới quay ra nhìn nhau, rồi cùng tiến tới bế bà Mão đập nằm lên trên cái ghế dài. Một vài người đàn bà thì ngồi bên cạnh đỡ bà mà sức dầu cho bà Mão tỉnh lại. Một lúc sau, ông trưởng thôn cùng với thầy Long và gia đình hai anh em ông Phú ông Đại cũng đến nơi. Trông thấy ông Quý nằm trên giường được phủ tạm cái chiếu, hai anh em ông Đại ông Phú liền lao tới ôm xác ông Quý mà khóc nức nở: "Ôi em ơi, sao mày lại ra nông nỗi này hả em ơi, Quý ơi. Quý em, bố mẹ mất để lại ba anh em mình đùm bọc lẫn nhau, sao mày bỏ hai anh mày mà đi trước thế hả Quý?" Ông Phú vừa nói vừa khóc nghẹn cả đi. Ông Đại thì cứ ôm lấy chân ông Quý mà lay, một tay thì quệt nước mắt vì quá tiếc thương cho người em xấu số của mình. Hai người anh trai cứ than khóc mãi chẳng rời. Thấy thế, có mấy người hàng xóm cùng với hai bà vợ của hai ông lại gần mà đỡ hai ông ra ghế an ủi. Ông Long khi đang đứng ở ngoài hiên, chợt thấy có một con chó trắng, nó cứ thập thò ở ngoài cổng mà nhìn vào. Nhào nhào mắt lại, chợt ông nhận ra ngay con chó này giống cái con chó hôm bữa ông ném bùa đánh nó ở ngoài đình. Ông Long khi này mới giả vờ không nhìn mà chắp tay ra sau lưng, lấy từ trong cổ tay áo ra một lá bùa gấp lại thành bốn, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú rồi quay người đi vào, đồng thời búng miếng bùa về phía sân. Chỉ nghe thấy tiếng ẳng lên mấy cái,
Ông Long cười nhếch mép mà bước hẳn vào trong nhà. Trong lòng mình nghĩ thầm: mẹ à mày chứ, con tiểu quỷ là định dám sang đây mà thám thính à? Cho chết mẹ à nhà mày đi. Vào trong nhà nhìn ngó xung quanh, rồi lại gần cái xác mà lật cái chiếu ra. Ông Long chợt cau mày mà nhìn chằm chằm vào xác của ông Quý. Trong mắt ông khi này thi thể của ông Quý được bao trùm bởi luồng quỷ khí cứ quấn quanh người. Đưa tay lên bấm, miệng ông lẩm nhẩm như đang tính toán một cái gì đó. Ông Long mới cất tiếng: ông Quý chết không phải do người giết đâu. Mấy người đứng xung quanh liền trợn tròn mắt nhìn ông Long với vẻ đầy ngạc nhiên. Sao ở thầy? Sao lại không phải người giết ạ? Ông Long mới đáp: ông Quý chưa đến số chết, bị như này là chết oan. Và khi chết oan thì linh hồn sẽ khó siêu thoát, nên còn ở tại chính nơi mình đã chết. Nhưng mà từ khi tôi bước vào nhà đến giờ, tôi không thấy vong của ông Quý đâu cả. Cộng với việc quỷ khí cứ quấn quanh lấy cái xác một cách lạ thường như vậy, thì tôi e rằng chuyện này không phải do người thường gây ra, mà là do thế lực ma quỷ. Nghe ông Long nói vậy, mọi người ai nấy cũng ớn lạnh mà súm lại hỏi: Vậy giờ chúng ta phải làm gì ở thầy? Chúng ta phải an táng ngay trong chiều này, trước thời điểm chuyển giao giữa sáng và tối. Sao kịp được hả thầy? Mà sao lại phải chôn trước thời điểm đó? Một người với vẻ mặt ngạc nhiên thốt lên. Ông Long cũng suy nghĩ một hồi rồi mới nói: không kịp cũng phải kịp. Nếu mà để xác ông Quý ở nhà trong đêm nay, bọn quỷ chúng sẽ tìm đến mà chiếm lấy xác. Cái đầu đã bị chúng nó lấy đi mất, giờ mà để mất thêm cái xác nữa, thì bọn chúng sẽ nhân đó biến ông Quý thành con rối điều khiển đi tàn sát dân làng. Tôi thấy những luồng quỷ khí cứ quẩn quanh, cộng với việc tiểu quỷ đến thám thính, thì tôi e là chúng đang có âm mưu đấy, nên phòng vẫn hơn. Giờ làm sao tìm được cái đầu của ông Quý bây giờ chú Long ơi? Mà bọn chúng lấy về để làm gì vậy chú? Một người khác liền lên tiếng hỏi. Ông Long mới đáp: tôi nghĩ là chúng nó đang có âm mưu rất là khó đoán. Giờ chúng ta phải tìm được nơi chúng trú ngụ thì may ra mới tìm được đầu lão Quý. Ngày nào âm binh của tôi cũng đã được cử đi rồi, nhưng mà không khỏi khả quan cho lắm. Thôi giờ mỗi người chịu khó một chân một tay, chuẩn bị đi, phải nhanh, an táng ngay trong chiều này. Nghe ông Long nói xong, ai nấy cũng không khỏi rùng mình mà sợ hãi. Mọi người không ai bảo ai, vội vã chia nhau mà đi lo việc hậu sự cho ông Quý. Căn phòng được lau dọn một cách sạch sẽ. Mặc dù nói là được lau dọn, nhưng mà cái thứ mùi tanh tanh của máu vẫn cứ thoang thoảng trong cả căn nhà. Ông Long lấy ra mấy lá bùa trong túi, dán xung quanh chỗ cái xác ông Quý đang nằm. Lấy trong túi ra một lá bùa khác, miệng lầm nhầm niệm thần chú. Lá bùa trên tay ông Long bốc cháy vàng rực. Rồi cứ thế ông hơ qua hơ lại cái xác ông Quý như để xua tan đi những cái luồng quỷ khí đang vây quanh. Ngay trong buổi sáng hôm đó, đám ma của ông Quý được cử hành một cách vội vã. Anh em họ hàng gần xa, bà con chòm xóm, ai cũng tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của ông Quý. Bà Mão thì từ khi tỉnh lại, dường như thần trí cũng không còn được bình thường như trước. Bà cứ nói cười làm nhà một mình, rồi lại khóc lóc vật vã, la hét bên cạnh quan tài ông Quý. Ở ngoài sân thì đám anh em nhà ông Quý cùng với ông Long và cả ông trưởng thôn đang ngồi uống nước chè mà nói chuyện. Vừa đưa cái điếu kề lên mồm định châm lửa, chợt ông trưởng thôn giật nảy cả mình mà đánh rơi cái điếu xuống đất. Từ trong nhà, tiếng của bà Mão như phát điên lao đến chỗ quan tài ông Quý mà ôm lấy, miệng thì không ngừng nói: Anh Quý ấy còn sống, chồng em còn sống, mở cho chồng em ra, nhanh lên. Có mấy người đang ngồi trong đấy đột nhiên thấy bà Mão lao đến chỗ quan mà cố gắng cậy cái nắp ván thiền ra. Họ hoảng hốt chạy ngay đến chỗ bà Mão, cố gắng dùng sức kéo bà ấy ra. Từ ngoài sân, mấy người ông Long cũng chạy vào mà xem tình hình. Khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn. Đang cơn vùng vẫy, bà Mão liền dùng chân mà đạp thẳng vào cái áo quan, làm cho áo quan đổ sang một bên, bung cả nắp. Xác ông Quý từ bên trong với cái đầu giả được nặn bằng đất cũng theo quán tính lăn hết ra ngoài. Trông thấy thế, ông Phú cùng với đám người lao đến dựng lại quan tài. Mặt ông đanh lại mà quát: cái con điên kia, mày có thôi đi không? Em tao đã chết đau chết đớn như thế này rồi, mày vẫn không để cho nó yên được à? Rồi cứ thế, ông Phú sấn sổ tới mà vả thẳng một cái thật mạnh vào mặt của bà Mão, khiến bà là ngã lăn quay ra đất. Thằng Phúc thấy mẹ nó bị đánh liền nhảy sổ vào, miệng mếu máo vừa khóc vừa can: Con xin bác đừng có đánh mẹ con. Cũng chỉ vì thương bố con quá nên mẹ con mới như vậy. Bác tha cho mẹ con. Nghe cháu mình nói vậy,
ông Phú chẳng nói chẳng rằng, bực tức bỏ ra ngoài. Ông Long sau khi cùng với đám người đưa xác ông Quý vào lại quan tài xong, ông liền bắt ấn niệm chú, rồi đốt lên một lá bùa mà khấn vái. Thiên linh, địa linh, âm dương linh, oan hồn người chết co linh, nghe lời thầy niệm, mau nhập lại quan cấp cấp như luật lệnh. Thế rồi tay ông liên tục bắt ấn, miệng thì không ngừng niệm chú. Mãi một lúc sau, ông mới nói: được rồi đấy, mấy người đóng lại cái nắp quan đi, tháo mấy cái cũ ra đóng lại cái mới, đóng chắc vào. Còn bà Mão, thằng Phúc với mấy bà kia đưa bà ấy vào buồng nằm nghỉ đi, đừng để bà ấy làm như vừa rồi nữa. Nói xong, ông thầy Long quay người mà đi ra ngoài hiên, đứng cạnh ông trưởng thôn. Ông Long chỉ biết lắc đầu thở dài: tôi e sắp sửa có một trận mưa máu gió tanh xảy ra với làng mình. Kẻ giết ông Quý hôm nay không phải tầm thường đâu. Ông nói sao? Mưa máu gió tanh? Vậy là làng mình sẽ còn nhiều người chết hơn hả ông? Tôi cũng không biết. Hôm nay tôi đã cử âm binh đi thám thính nơi lũ quỷ kia trú ngụ mà không có tìm được. Không biết là lũ quỷ chúng nó trốn biệt ở đâu. Hay có khi nào là chỗ gốc đa và sân chùa không hả ông? Ông Long trầm tư mới đáp: chỗ gốc đa đầu làng và ở ngoài chùa là hai nơi âm khí dày đặc. Tôi cũng cử quân đi thám thính nhưng mà khó tiếp cận. Bọn quỷ này chúng có bọn tiểu quỷ tung đi thám thính khắp mọi nơi, nên chúng cũng có thể biết được hành tung của ta mà đề phòng. Giờ trong làng mình tai mắt của bọn quỷ rất nhiều. Âm binh tôi cử đi thám thính có khi đi không trở về nữa do gặp mai phục của lũ quỷ binh, nên rất khó để tìm nơi trú ngụ thật sự của chúng. Thế giờ mình phải làm gì đấy ông? Thôi, trước mắt cứ lo mai táng xong cho ông Quý đã, còn chuyện kia chúng ta bàn sau ông ạ. Thế rồi cả ông Long và ông trưởng thôn cùng chuyên chủ đề nói chuyện mà đi tiến tới chỗ bàn uống nước, nơi ông Phú và ông Đại đang ngồi đó. Trông thấy ông Phú vẫn chưa nguôi cơn tức, ông trưởng thôn mới cất tiếng nói: thôi ông Phú ơi, ông cứ bình tĩnh đã nào. Cố ý cũng chỉ vì thương xót cho chú Quý nên thần trí không bình thường mà mới có hành động như vậy. Thôi, ông bỏ qua cho cô ấy chứ. Thương cái gì ông? Nó đá đổ cả quan tài em tôi chịu làm sao thấu. Mẹ cha nhà nó chứ. Ông Đại ngồi đấy nghe vậy liền lên tiếng xoa dịu: bác trưởng thôn nói đúng đấy. Anh thấy chú nên bình tĩnh lại đã. Cố ý giờ không được bình thường nên chú chấp làm cái gì. À mà thôi chú về trước đi, ở đây có anh với mọi người lo rồi. Thôi chú nghe anh về nghỉ ngơi đã, bình tĩnh không căng thẳng nữa. Im lặng một hồi, ông Phú mới đáp: vâng, thôi thì em nghe bác, em xin phép các bác em về trước đây. Rồi đứng dậy thùng thẳng mà ra về, trong lòng thì vẫn không nguôi cơn tức giận. Ngay chiều ngày hôm đó, quan tài của ông Quý được đưa ra đồng. Hai mẹ con bà Mão cứ vừa đi vừa khóc mà than trời trách đất. Sau khi cái quan tài được đưa xuống huyệt sâu thì từ trên trời hàng chục con quạ từ đâu xuất hiện mà bay tán loạn, kêu lên những tiếng kêu ai oán mà đậu xuống xung quanh mấy cái cây ngoài đồng. Chúng cứ đậu ở đó mà nhìn dõi theo đám người làng. Ông Long khi ấy trông thấy đám quạ, ông liền yêu cầu lấp đất thật là nhanh. Ở bốn góc mộ, ông Long lấy ra bốn cái cặp gỗ cùng với cả bốn lá cờ lệnh mà đóng xuống. Chỉ đỏ được ông nối lại buộc vào từng đầu cặp rồi đan chéo lại với nhau. Lấy trong túi ra một lá bùa lệnh, ông Long liền đọc thần chú rồi quát một tiếng chấn. Lá bùa trên tay ông ngùn ngụt bốc cháy, những sợi chỉ đỏ thì như lóe lên, khiến cho mấy người xung quanh há hốc mồm ra mà nhìn. Họ không nghĩ được ông Long lại giỏi đến như vậy. Có một số người thắc mắc liền quay ra hỏi ông Long: thưa thầy, làm thế để làm gì vậy thầy? Ông mới đáp: tôi phải chấn mộ của ông Quý lại. Vì khi nãy đám quạ kia bay đến, tôi biết là chúng không phải tự nhiên mà đến đâu. Chắc chắn là tai mắt của đám quỷ rồi. Bọn chúng muốn tìm ra nơi chôn cất để mà lấy xác. Một khi mà xác ông Quý bị chiếm thì sẽ bị chúng điều khiển đi giết hại dần làng. Vậy hả thầy? Thế mình còn phải làm gì không thầy? Trông thấy mặt mọi người có chút hoang mang lo sợ, ông Long mới trấn tĩnh: tạm thời cứ như vậy đã, không sao đâu. Tôi sẽ xem tình hình mà có biện pháp ngăn chặn bọn chúng. Mọi người cứ yên tâm, giờ thì chúng ta quay về thôi. Sau khi nghe ông Long nói xong, dân làng lại lầm lũi kéo nhau mà ra về cái chỗ nhà ông Quý để lo việc cỗ bàn nhà đám. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc tập 5 rồi. Và mình xin thông báo với anh em là hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?
Hôm nay là thứ hai ngày, mình đang quay video này thứ hai ngày 22 tháng 7. Thì tập 5 này mình sẽ đăng vào ngày mai là thứ 3. Và thứ 4 thì mình sẽ nghỉ một ngày, đến thứ 5, thứ 6 thì chúng ta lại tiếp tục với Khang Lang Thang. Vì vậy thì có lẽ là tập mới nhất thì sẽ phải có lịch chiếu sang tuần tiếp theo, có nghĩa là cuối tuần này và đầu tuần sau. Thì có lẽ là tầm thứ 7 chủ nhật thì đấy, chúng ta sẽ lại tiếp tục về đến với tập 6 nhá. Nói chung là cứ phải có một cái gì đấy nó chờ đợi, cứ phải có một cái gì đấy nó mong mỏi thì nó mới hay anh em ạ. Bởi vì nói thì nói thế thôi, rất nhanh chúng ta đã đi được 5 tập của bộ truyện Đồng Thầy Sát Quỷ, có nghĩa là đã được một nửa của phần 1 này rồi. Mà phần 2 thì tác giả Ma Bóng của chúng ta chưa có viết, thế nên là cứ túc tắc hết sớm thì nghỉ sớm thôi. Cứ túc tắc chúng ta vừa đọc vừa mòn mỏi theo dõi thì nó sẽ hấp dẫn hơn, đúng không? Và quả thực là những cái bộ truyện trước ấy, thì những cái tập trước thì chúng ta thấy có vẻ như là nó na ná một chút sau Lũy Tre Làng, rồi lại có một cái na ná một chút Khang Lang Thang, rồi chuyện nọ chuyện kia. Và có vẻ như là tác giả dường như chưa có gì quá đặc sắc. Nhưng mà đến tập này thì mình phải khẳng định đây là một cái sự sáng tạo hoàn toàn mới và rất là hấp dẫn của hai tác giả Ma Bóng. Vì cái tình tiết mà ông Quý ông bị cái bản thể của mình ấy, anh em cứ tưởng tượng nhá, mở cửa phòng ra thì thấy mình đang đứng ở cái phòng khách, và đứng đối diện bên kia lại có một cái cửa y hệt như thế, như kiểu là mình soi vào gương ấy. Hoặc là như thể là mình đã xuất hồn ra và mình nhìn thấy mình làm hành động gì thì cái bản thể kia nó làm giống y hệt thế. Và cuối cùng thì khi cái bản thể đấy bị con quỷ nó giết thì chính bản thân ông cũng bị giết ở ngoài đời thực. Thì cái tình tiết này mình cảm giác là nó cực kỳ sáng tạo. Có một cái gọi là doppelganger, có nghĩa là người song trùng. Thì mình cảm giác như đây là song trùng của ông Quý đã xuất hiện, và con quỷ nó đã giết chính cái song trùng đấy để giết được ông ngoài đời thực. Và dường như là cả ngôi làng này đang đối diện với một trận chiến thực sự ấy, chứ không chỉ còn là thầy bùa, thầy pháp, rồi thầy đồng các thứ lên bắt một hai con ma thế là xong. Không, ở đây là cả một ngôi làng đang phải chiến đấu với cả một thế lực tâm linh thật sự. Đấy nó làm nên điểm đặc sắc của câu chuyện và sự sáng tạo, có lẽ là chỉ riêng bộ Đồng Thầy Sát Quỷ này mới có mà thôi. Và thêm vào đó nữa là cái tình tiết đấu pháp thì nghe nó cũng ảo thật, nhưng mà nó cũng, trời, cái đoạn mà 5 con hổ xuất hiện rồi 5 con rồng xuất hiện, ồ trời, chỉ cần tưởng tượng thôi tôi đã thấy cực kỳ là gay cấn rồi. Anh em có cảm nhận như thế không? Hãy để lại comment bên dưới nhá. Thêm vào đó đừng quên donate một tí đi, cho lấy động lực mà đọc tiếp. Và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và theo dõi.